lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì có thần chủ dược xoa cầm chày kim cương thường theo hai bên ngầm bảo vệ thường nghĩ thế này đại bồ tát này chẳng bao lâu sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột ta nguyện luôn luôn đi theo ngầm bảo vệ cho đến khi vị ấy đắc quả vị giác ngộ cao tột, năm chúng thần chấp kim cang dược xoa cũng theo bảo vệ, không khi nào tạm rời, làm cho nhân phi nhân vân vân đều chẳng thể làm tổn hại được, các thiên ma phạm và các thế lực khác của thế gian cũng không có khả năng dùng pháp để phá hoại tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột đã phát do nhân duyên này đại bồ tát ấy cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột thân ý thái nhiên thường không bị nhiễu loạn này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển thì năm căn thế gian thường không khiếm khuyết đó là nhãn căn nhĩ căn tĩ căn thiệt căn thân căn năm căn xuất thế gian cũng không khiếm khuyết đó là tín căn tinh tấn căn niệm căn định căn tuệ căn này thiện hiện đại Bồ Tát ấy toàn thân viên mãn tướng hảo trang nghiêm, các công đức của tâm niệm niệm tăng trưởng cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện nếu đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì luôn luôn làm người hướng thượng mà không làm kẻ hướng hạ khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao nói đại bồ tát này luôn luôn là người hướng thượng mà chẳng làm kẻ hướng hạ phật dạy này thiện hiện vì đại Bồ Tát ấy tất cả phiền não chẳng hiện khởi lại nữa, công đức tăng trưởng từng sát na, cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột trong tất cả thời tâm không tán loạn, cho nên ta nói đại Bồ Tát này luôn luôn làm người hướng thượng, mà chẳng làm kẻ hướng hạ này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối truyền thì thành tựu tác ý bồ đề vô thượng thường chẳng xa lìa tâm đại bồ đề vì sinh sống thanh tịnh nên chẳng hành các việc tà mạng như chú thuật thuốc thang bói toán chẳng vì danh lợi chú nguyện các quỷ thần khiến nhập vào nam nữ để hỏi việc kết hung cũng chẳng chú nguyện ngăn cản các loài quỷ bằng xanh lớn nhỏ được cái biểu hiện việc hy hữu cũng chẳng xem tướng để biết tuổi thọ dài ngắn của cải địa vị các việc lành giữ của nam nữ cũng chẳng đoán trước việc lạnh nóng được mùa mất mùa lành giữ tốt xấu là mê loạn hữu tình cũng chẳng dùng chú thuật để pha chế thuốc thang trị bệnh theo tả đạo giao du với người quyền quý ngắm nhìn nam nữ vui cười trò chuyện còn chẳng nhiễm tâm huống là các việc khác vì sao này thiện hiện vì đại bồ tát ấy biết tự tướng của tất cả pháp đều là không vì trong cái tự tướng không chẳng thấy có tướng chẳng thấy tướng xa lìa tất cả các loại tà mạng như chú thuật thuốc thang xem tướng chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột rốt ráo lợi lạc cho các loại hữu tình này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền